Em Nguyễn xin chào anh chị em khách hàng. Em vừa về nguyên một cái lô máy hút bụi Dewar. Thì con này là thùng inox, nó khác cái đợt trước của em về là thùng nhựa ha. Thì con này là 30 lít nha mấy anh em. Rồi ok. Thì khoảng 100 con là anh em nào xỉ lẻ thì cứ nhắn tin cho em ha. Rồi để em khui ra một con cho mấy anh em xem. Bên trong con này nó hầm hố rất là đẹp luôn. Con này thùng inox 30 lít mà phải nói là nó cứng chắc lắm. Rồi phụ kiện đầy đủ, hàng mới 100% luôn. Đó, thì đầu tiên là có một cái túi để chứa bụi nè. Chứa những cái phụ kiện đồ ống hút bụi đồ ha, để gắn lên cái xe lên cái con hút bụi luôn. Ống thì to đùng ha, bỏ lên trên kia đi. Ok. Phiếu bảo hành rồi tất cả các thứ này là đầy đủ hết rồi. Đây. Gắn lại bỏ lên trên cho này. Đây, trời ơi, bụi quá. Quá xa đẹp luôn anh. Thì đây là cái thương hiệu Dewar. Thì bữa giờ là mấy anh em mà mình mua máy hút bụi á thì cũng biết rồi, nó rất là thương hiệu. Cái này gắn phía sau này đó, phía sau đây. Rồi ok, là thiết kế rất là hay nha mấy anh. Bỏ vô những cái phụ kiện như bàn hút khe rồi. Rồi ok, bên trong phụ kiện gồm có những cái gì, lấy ra cho anh em xem ha. Con này thì cũng giống như những cái con hút bụi khác, Dewar khác, thì cái màn hộp 23 nằm đây ha. Rồi túi giấy và bánh xe, thì bánh xe này cũng giống như bánh xe kia luôn ha, nó bằng silicon, kéo đi rất là im nha, tất cả đều là mới 100% ha. Con này đặc biệt hơn thì nó có sẵn cái bàn hút dài và lớn ở đây sẵn cho mấy anh em rồi ha. Đó, thì những cái phụ kiện hút khe hay như bàn hút rồi mình bỏ trong đây ha, người ta bỏ trong đây đó, để mình ra đây để kéo đó. Rồi ok, thì giá của con hút bụi này thì giá cũng mềm thôi ha, mềm thôi. Thì em về được khoảng một đâu đó khoảng chắc này chắc cũng gần 100 con mấy anh em ha, khoảng 100 con. Thì anh em nào lấy thì nhắn tin cho em ha. Thì công suất của nó thì em nhớ là mà hình như nó khoảng là 1400 hay là 500W thì đó, 1500W đó. Đây ha, ống gồm có ống luộc gà nè, đó, ống thun luộc gà nè ha, bàn hút nè, hút khe nè, rồi hai ống lớn đó. Rồi ok, anh chị em khách hàng lấy thì nhắn tin cho em ha, hoặc là điện thoại, hoặc là anh em nào có nhu cầu lấy xỉ 5 con 10 con thì cứ nhắn tin cho em. Máy rất là đẹp nha, hàng mới 100%, 30 lít thùng inox ha.